Như chúng ta cũng đã biết, Biển Đông hiện là một trong những khu vực nóng sốt nhất thế giới khi nơi đây liên tục diễn ra các cuộc đụng độ và tranh chấp căng thẳng. Trong đó, những lần chạm trán giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn khiến người ta phải thót tim khi một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam lại phải đối đầu với một cường quốc hùng mạnh như Hoa Lục hiện giờ. Tất nhiên, với sức mạnh có hạn, Việt Nam đã không ít lần phải quay đầu trước Trung Quốc. Do đó, Việt Nam luôn muốn tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân bằng cách hiện đại hóa vũ khí và trang thiết bị chiến đấu tối tân nhất. Cơ mà khổ nỗi, Việt Nam cũng không giàu có gì cho cam. Dù mong muốn cháy bỏng là thế, nhưng khi triển khai, Việt Nam vẫn ít nhiều gặp khó khăn về tài chính do túi tiền có hạn hơn người. Có lẽ là nhìn thấy được điều đó nên mới đây Ấn Độ đã chơi rất đẹp khi làm điều này cho nước bạn để cứu nguy trên Biển Đông. Nó đã khiến cho người dân Việt Nam phải vỗ tay dần dần, còn thế giới thì phải bất ngờ sửng sốt vì không thể tin nổi vào mắt mình. Nếu bạn tò mò muốn biết anh Ấn đã làm gì mà lại gây chấn động đến thế thì hãy theo dõi ngay video số dưới đây. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày nhé. Nói đến Ấn Độ là chúng ta không chỉ nói đến một cường quốc vũ khí mà còn đang nói đến một người bạn cực kỳ thân thiết của Việt Nam. Anh bạn này luôn dành cho đất nước hình chữ S tình cảm đặc biệt tốt đẹp nên không tiếc tay giúp đỡ bạn bè ngay khi cần. Vậy nên đứng trước tình hình Biển Đông đang vô cùng căng thẳng, Ấn Độ không thể nào để cho Việt Nam một mình chống lại mafia. Nước này đã dành tặng cho Việt Nam một món quà khủng để nâng cao năng lực tác chiến cho nước nhà. Sự kiện trên đã được các kênh truyền thông uy tín đưa tin như sau. Một tàu hộ tống tên lửa của Hải quân Ấn Độ là quà tặng mà nước này dành cho Việt Nam. Đây là con tàu chiến đầu tiên mà Ấn Độ tặng cho bất kỳ quốc gia nào. Hải quân Ấn Độ cho biết tàu hộ tống INS Kirpan được chế tạo trong nước đã rời bờ biển phía đông của Ấn Độ vào cuối tháng 6 năm 2023 và sẽ cập cảng Việt Nam trong thời gian tới. Để rồi một tháng sau đó, thông tin bàn giao con tàu chiến kể trên đã được khẳng định chắc nịch bởi trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga như sau. The Times of India cho biết, Tư lệnh Hải quân Kari Kuma hiện đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, đã chủ trì buổi lễ bàn giao tàu INS Kirpan cho Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Cam Ranh. Hải quân Ấn Độ nêu rõ, con tàu đã được bàn giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam với đầy đủ vũ khí bổ sung để đảm bảo hiệu quả hoạt động tác chiến. Nói về con tàu INS Kirpan mà Ấn Độ dành tặng cho Việt Nam, thì đây là con tàu được phân loại thuộc dự án Type 25 lớp Khu Kri. Nó được đóng cho tàu Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ săn ngầm, dự án 159 lớp Petia đã quá cũ. Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991, với tất cả 4 chiến hạm hoàn thiện bao gồm P-47 Khanja, P-46 Kuta và P-44 Kirpan. Nhìn chung, các chiến hạm lớp Kukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar với lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn, chiều dài 91,1m, chiều rộng 10,5m và mớ nước 4,5m. Tàu được trang bị hai động cơ diesel công suất 14.400 mã lực, cho phép nó chạy với tốc độ tối đa 25 hải lý một giờ. Thủy thủ đoàn bao gồm 79 người, trong đó có 10 sĩ quan cao cấp. Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với radar trinh sát mục tiêu trên không, trên biển Pojitip E, radar kiểm soát hỏa lực Gapunban dẫn đường cho tên lửa chống hạm và radar MR-123 điều khiển pháo hạm cùng với pháo phòng không. Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa hành trình chống hạm P-20M, có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9 mang theo đầu đạn bắn xuyên giáp nặng 513 kg, đi kèm với tên lửa chống hạm là một hải pháo AK-176 cỡ 76,2mm, hai pháo phòng không cao tốc AK-63 cỡ 30mm cùng hai bệ phóng tên lửa SAN-5 và hai tổ hợp bắn mỗi bẫy PK-10. Tàu hộ vệ tên lửa lớp Khu Kri không có hangar, tuy nhiên sàn đáp nhỏ ở đuôi cho phép nó tiếp nhận một trực thăng vũ trang hạng nhẹ loại HAL, Deru hoặc là tương đương. Ngoài ra, chiếc INS Kirpan này còn có thể nâng cao sức mạnh hỏa lực bằng cách thay thế cụm phóng tên lửa chống hạm P-20M đã cao tuổi bằng loại KH-34 Uran-E tối tân hơn nhiều. Điều này hoàn toàn khả thi vì đã được chính Ấn Độ thực hiện trước đây. Cụ thể hơn là vào năm 1990, phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ tên lửa Type 25 Kukri với tên lửa Type 25 Akura đã được Hải quân Ấn Độ đặt hàng đóng mới. Số lượng của Type 25 Akura tương tự Type 25 Kukri khi có tất cả 4 chiếc tàu lớp này đã đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2004, bao gồm P-61 Kora, P-62 Kursk, P-63 Kulis và P-64 Kamuk.
Thay đổi đáng kể nhất của Kora so với Kukri chính là việc thay thế 4 tên lửa P-20M bằng 16 tên lửa KH-35 Uran có hiệu suất chiến đấu cao hơn và thay thế pháo hạm AK-176 bằng pháo ô tô Mlara Compact hiện đại của châu Âu. Vì vậy, có thể nói đây là một món quà rất đáng giá mà Ấn Độ dành tặng cho Việt Nam. Chúng ta sẽ nhìn thấy được rất nhiều điều hay ho từ con tàu chiến lược nước này chuyển giao cho nước bạn vừa rồi. Trước hết, nó là món quà thể hiện thứ tình cảm tốt đẹp mà Ấn Độ luôn dành cho Việt Nam. Bởi với Ấn Độ, Việt Nam luôn là người bạn tốt, hiếm có, khó tìm, nên anh Ấn sẽ không tiếc bất kỳ thứ gì với bạn bè. Còn nếu xét trên phương diện ngoại giao, thì việc chuyển giao tàu chiến ISN Kapan là sự tăng cường cho mối quan hệ Việt-Ấn. Đó là mối quan hệ dựa trên các mối liên kết lịch sử và văn hóa lâu đời, lấy hợp tác quốc phòng làm trụ cột chính cho sự phát triển bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới đang có rất nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ đã tìm thấy được nhiều điểm tương đồng nên càng đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác này. Chẳng hạn như xét về mặt địa lý, cả Việt Nam và Ấn Độ đều nằm trong khu vực trung tâm của vành đai Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi vốn đang là địa bàn tranh chấp ảnh hưởng của các cường quốc trên thế giới. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều có lo ngại chung về các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc khi Ấn Độ đang phải tranh chấp biên giới trên bộ với Hoa Lục. Còn Việt Nam cũng đang có những căng thẳng trên Biển Đông với nước này. Trong đó, Trung Quốc hiện đang áp dụng chiến thuật vùng xám hết sức gian ma nhằm nuốt chọn các vùng lãnh thổ không phải của mình. Chính âm mưu ấy đã khiến cho mối quan hệ quốc phòng Việt-Ấn có những bước chuyển động mới trong thời gian vừa rồi. Nói cách khác, Ấn Độ hiện là nhà cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự quan trọng cho Việt Nam bên cạnh Nga. Việt Nam đang cần các cường quốc biển như Ấn Độ trợ giúp mình nâng cao năng lực tác chiến trên biển để có thể chống lại chiến thuật vùng xám trên Biển Đông của một quốc gia hùng cường. Ở chiều ngược lại, Ấn Độ cũng muốn, thông qua việc tặng quà cho Việt Nam nói riêng và tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung để gửi thông điệp quan trọng đến Trung Quốc rằng Ấn Độ cùng với nhiều nước ASEAN cảm thấy lo lắng trước các mối đe dọa về an ninh ở khu vực Biển Đông khi mà môi trường an ninh toàn cầu đang ngày càng xấu đi và luôn tiềm ẩn các xung đột quân sự gay gắt bởi sự manh động của các nước lớn ngang tàn như Trung Quốc. Đồng thời, Ấn Độ cũng muốn thông qua đó để thể hiện quyết tâm vững vàng vai trò của một cường quốc đang lên ở châu Á trước các mối đe dọa, thách thức và an ninh khu vực. Nhờ vậy mà Ấn Độ sẽ phủ sóng được tầm ảnh hưởng của mình một cách mạnh mẽ và nâng cao được uy tín trên trường quốc tế hiện giờ. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Ấn Độ sẽ không để cho Trung Quốc càng làm càng quấy trên Biển Đông. Ấn Độ sẽ không khoanh tay ngồi yên để cho Trung Quốc mặc sức hiếp đáp bạn bè của mình. Có thể đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho Hoa Lục ít nhiều rón rén trước Việt Nam và không đẩy xung đột leo thang trở thành cuộc chiến khốc liệt trên biển suốt thời gian qua. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Ấn Độ sẽ có thêm nhiều hành động đẹp như thế đối với Việt Nam cũng như với các nước Đông Á khác để kiềm chế một Trung Quốc quá hung hăng ngang tàng. Các bạn thân mến, gần đây thông tin Hoa Kỳ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam đã bắt đầu rò rỉ trên các kênh truyền thông trong ngoài nước. Một lời hứa mà Mỹ đã đưa ra trước Việt Nam vào thời điểm 2 năm trước đây. Theo đó, Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều các quốc gia khác nhau trong ngoài khu vực. Và có lẽ, người đang liếc dọc liếc ngang nhất chính là Trung Quốc, khi nước này luôn tỏ ra nhạy cảm trước mọi động thái của hai nước Việt-Mỹ suốt thời gian qua. Vậy liệu rằng chuyện Mỹ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam có phải là sự thật hay không? Sự thật này có gì đặc biệt mà lại khiến cho Trung Quốc lo lắng sốt vó đến thế? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, để tìm hiểu rõ hơn thực hư của câu chuyện trên, chúng ta cần quay trở lại thời điểm cách đây 2 năm khi Mỹ đưa ra tuyên bố xanh dờn về việc sẽ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Sự kiện này đã được hàng loạt trang báo trong ngoài nước đưa tin như sau. Chiều 20 tháng 4 năm 2022, trong cuộc gặp gỡ báo giới đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Klepper đã trả lời câu hỏi của phóng viên về sự hỗ trợ của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Theo đại sứ thì Mỹ có cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giúp nước bạn tăng cường năng lực, bảo đảm an ninh hàng hải. Một phần trong nỗ lực này là trong những năm qua, lực lượng tuần duyên Mỹ đã chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam 2 tàu tuần tra. Đây là một minh chứng rất rõ ràng cho mối quan tâm của Mỹ đối với việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực hàng hải.
Đại sứ Mỹ cho biết, hiện giờ chúng tôi đã sẵn sàng chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam. Còn trước đó, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu tuần tra USCGC Morgenthau cho Cảnh sát biển Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 năm 2017. Việc chuyển giao tàu và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị khoảng 24 triệu đô la. Sau chuyển giao, tàu được đổi tên là CSB-8020 và đây là viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Việt Nam. Tiếp đến, tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu CSB-8021, trước đây là John Midget, cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. Việc chuyển giao tàu CSB-8021 và các hoạt động hỗ trợ liên quan có tổng giá trị hơn 27 triệu đô la. Nhìn chung, chúng đều là những con tàu tuần duyên lớp Hamilton, từng thuộc biên chế tuần duyên Mỹ, đồng thời cũng là lớp tàu tuần tra lớn nhất của tuần duyên Mỹ vào những năm 1960. Và cũng tại cuộc họp báo, đại sứ Klepper khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden rất chú trọng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thể hiện trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới công bố cách đây không lâu. Đại sứ cho biết, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể coi là lộ trình mà Mỹ đề ra về cách phát triển quan hệ với khu vực này. Một năm sau khi đưa ra các phát ngôn kể trên, chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục nhắc về việc chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam vào năm 2023 với nội dung như sau. Mỹ đã cung cấp 2 tàu cảnh sát biển cho Việt Nam và sắp tới, sau khi hoàn tất thủ tục chi tiết, chúng tôi sẽ cung cấp thêm 1 tàu nữa trên tinh thần hỗ trợ Việt Nam, củng cố an ninh trên biển. Đây là những gì mà Thượng nghị sĩ Jack Malley chia sẻ với báo chí Việt Nam tại Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 4 năm 2023. Trong chuyến công tác của phái đoàn lưỡng viện Hoa Kỳ tại ASEAN do ông dẫn đầu, Thượng nghị sĩ Malley cho biết, phái đoàn nghị sĩ tới Việt Nam lần này với 2 sứ mệnh: thúc đẩy quá trình giải quyết hậu quả chiến tranh và nâng tầm quan hệ hợp tác Việt-Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Biển Đông, biến đổi khí hậu cho đến hợp tác đầu tư. Thượng nghị sĩ Malley một lần nữa nhắc lại quan điểm mà mình đã đưa ra trước chuyến đi là mong muốn nâng tầm quan hệ song phương Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện hiện tại lên đến tầm đối tác chiến lược. Ông cho biết mong muốn này nhận được sự ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ Mỹ. Tiếp lời ông Malley, một thành viên khác trong phái đoàn nghị sĩ Mỹ, Thượng nghị sĩ Van Hollen nhấn mạnh mục đích của những ngày làm việc tại Việt Nam là tiếp nối nỗ lực của các thế hệ nghị sĩ đi trước trong việc củng cố và phát triển quan hệ song phương hai nước. Chia sẻ với phóng viên về việc Mỹ hỗ trợ an ninh hàng hải cho Việt Nam, ông Malley cho biết các diễn biến tại Biển Đông đều liên quan đến an ninh của Việt Nam. Và đây chính là lý do mà Hoa Kỳ đã chuyển cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển trong suốt những năm qua và tới đây vẫn đang tiếp tục diễn ra. Mặc dù trong những tuyên bố được đưa ra không nêu rõ thời gian cụ thể mà Mỹ sẽ bàn giao tàu tuần tra thứ 3 cho Việt Nam, nhưng mới đây, sự xuất hiện của một bài viết chứa đầy hình ảnh của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tại căn cứ tuần duyên Seattle đã làm dấy lên nghi vấn Mỹ đang tích cực hoàn thiện quá trình bàn giao này. Cụ thể là trang tin Divis đã cho chia sẻ loạt ảnh nêu trên cùng với dòng chú thích rằng: căn cứ tuần duyên Seattle nằm gần trung tâm thành phố Seattle đã tiếp đón các thành viên của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam khi họ đang chuẩn bị cho cựu tàu cảnh sát biển hoạt động trở lại. Tàu cảnh sát biển Mellon đang tới Việt Nam. Được biết, tàu cảnh sát biển Mellon có trọng tải 3.250 tấn và dài tới 115 mét. Mặc dù được Mỹ biên chế từ năm 1968, nhưng nó đã được nâng cấp rất hiện đại với các động cơ tua bin khí tiên tiến để có thể di chuyển với tốc độ cao. Đây là con tàu cảnh sát biển đầu tiên và duy nhất có điều kiện phù hợp để trang bị tên lửa chống hạm Harpoon. Ngoài hệ thống pháo hạm Phalan CIWS, hangar còn chứa một máy bay trực thăng MH-65 Dolphin. Nó từng được trang bị cả hệ thống sonar và ngư lôi chống tàu ngầm. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, tàu USCGS Mellon đã tung hoành ngang dọc từ Bắc Cực cho tới Xích Đạo và các vùng nước xa xôi của châu Á. Nó đã thu giữ hơn 100 triệu đô la ma túy đang trên đường vào Mỹ và trở thành tàu quân sự Mỹ đầu tiên ngăn chặn được tàu buôn lậu ma túy tổng hợp. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, tàu Mellon còn cứu giúp 5 tàu gặp nạn khác và cứu sống rất nhiều người. Chính vì thế mà tàu Mellon đã được chính phủ Mỹ trao danh hiệu tàu chiến đấu hạng xuất sắc. Quay trở lại bài đăng trên trang tin Divis, nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể Mỹ đã bắt đầu khởi động quy trình bàn giao tàu tuần tra Mellon cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đến giai đoạn huấn luyện thủy thủ vận hành tàu. Sau khi kết thúc huấn luyện, lực lượng này sẽ thực hiện hải trình hàng nghìn hải lý từ Mỹ về Việt Nam trong thời gian tới. Nghi vấn trên càng trở nên đáng tin cậy hơn khi việc bàn giao 2 con tàu tuần tra trước đó của Mỹ cũng được thực hiện với quy trình tương tự.
Có lẽ là không lâu nữa chúng ta sẽ nhìn thấy được sự hiện diện của con tàu Merlin trên lãnh hải nước nhà. Nhìn chung chuyện Mỹ tích cực chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam cũng là điều dễ hiểu khi mà ông lớn này rất quan tâm đến vấn đề an ninh hàng hải của nước bạn, đặc biệt là tại khu vực Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động quấy phá để manh nha nuốt chửng cả vùng biển giàu tiềm năng. Và nếu như không giúp đỡ Việt Nam lúc này, thì trong tương lai tới tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực nóng sốt hàng đầu thế giới sẽ vượt mặt Mỹ. Chiến lược xoay trục sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ phá sản hoàn toàn. Kết quả là vị trí bá chủ của Mỹ tại đây sẽ bị Trung Quốc đe dọa trực tiếp, điều mà ông lớn đang vô cùng lo sợ ở thời điểm hiện nay. Về phía Việt Nam, rõ ràng, đất nước hình chữ S đã và đang tận dụng rất tốt sự xung đột của hai nước Trung Mỹ để nhận được những lợi ích thực tế cho mình. Bởi vì ngoài những con tàu tuần tra kể trên, Việt Nam còn nhận được sự cam kết đảm bảo an ninh hàng hải từ Mỹ và nhiều khoản viện trợ khổng lồ khác liên quan đến vấn đề này. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang tìm mọi cách để lôi kéo Việt Nam về phía mình bằng cái bắt tay thật chặt và bằng những lời mời chào hợp tác hấp dẫn trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và xây dựng hạ tầng giao thông, cùng với nhiều dự án quy mô. Thiết nghĩ Việt Nam cần phải cư xử thật khéo léo để duy trì được lợi thế hiện có của mình. Đừng nên dại dột chọn phe khiến một trong hai ông lớn mất lòng để rồi lãnh đủ bom mìn cho bản thân.